Vừa qua, tại phiên toàn thể lần thứ 20 của Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đã nhất trí với các tờ trình của Chính phủ về việc thành lập phường An Điền, An Tây thuộc thị xã Bến Cát, thành lập thành phố Bến Cát thuộc tỉnh Bình Dương. Đây là kết quả của quá trình xây dựng và phát triển đô thị ở Bến Cát trong những năm qua. Để đạt được kết quả trên, bên cạnh việc đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, thu hút đầu tư, thị xã Bến Cát luôn tập trung nguồn lực đầu tư cho công tác chỉnh trang, nâng cấp đô thị. Chỉ trong 3 năm qua, đã có hơn 50 tuyến đường được đầu tư chỉnh trang đưa vào sử dụng. Kế hoạch đến năm 2030, con số này sẽ là 516 tuyến đường có tổng chiều dài khoảng 164 km. Để tạo cái diện mạo mới cho đô thị Bến Cát, trong đó có thể kể đến là như là đường 30 tháng 4, đường cầu Đò 2, công trình khai thông uốn nắn dòng chảy, cái rạch cầu Quan. Các công trình này đã thực hiện cái hoàn thành. Hiện nay Bến Cát đang thực hiện nhiều dự án giao thông, trong đó có dự án nâng cấp mở rộng đường DT748, đường Vành Đai 4 và dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường DH606 đến giáp đường Vành Đai Bắc Mỹ Phước. Đặc biệt, tỉnh đang kêu gọi đầu tư dự án cảng sông An Tây nằm giáp sông Sài Gòn có diện tích 100 hectare, tổng vốn đầu tư gần 2.300 tỷ đồng. Đồng thời, theo đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thị xã Bến Cát đến năm 2040, đã bổ sung danh mục 9 khu vực phát triển đô thị. Theo đó, trên địa bàn hai địa phương An Điền, An Tây sẽ là khu đô thị cảng logistics dịch vụ, Hòa Lợi quy hoạch khu hỗn hợp cao tầng, Tân Định Hòa Lợi khu đô thị thương mại dịch vụ. Bên cạnh đó, khu vực phát triển đô thị mới gồm Mỹ Phước, Chánh Phú Hòa và Phú An, An Điền, khu cải tạo đô thị gồm Mỹ Phước và Tân Định. Bộ mặt của thị xã Bến Cát của mình là đang chuyển hướng rất là tốt, rất là đẹp, và bộ mặt thành phố sắp tới thì cũng được hình thành. Tôi cho rằng là An Tây hiện nay là phát triển là vượt bậc lên phường, thì nhà nước sẽ đầu tư nhiều hơn nữa để cho người dân chúng tôi là khởi sắc hơn. Trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên, tổ chức bộ máy và quy mô dân số, việc thành lập thành phố Bến Cát có ý nghĩa hết sức quan trọng về mặt chính trị, phát triển kinh tế xã hội và quốc phòng an ninh, góp phần xây dựng Bến Cát thành đô thị văn minh, sạch đẹp, thân thiện với môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.